Sáng nay, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết chủ trì hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Báo cáo tại hội nghị cho thấy, năm 2020, trên địa bàn thành phố thành lập mới 3 tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, đạt 30% so với chỉ tiêu, kết nạp được 75 đảng viên mới. Công đoàn các cấp đã thành lập được 57 công đoàn cơ sở, đạt 57% so với chỉ tiêu, kết nạp được 1.682 đoàn viên. Đoàn thanh niên các cấp đã thành lập được 3 chi đoàn cơ sở, đạt 30% so với chỉ tiêu, kết nạp được 227 đoàn viên mới. Trong năm 2020, các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy trực thuộc thành ủy đã chuyển được 77 đảng viên đang sinh hoạt đảng tại nơi cư trú, có hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên trong các doanh nghiệp đến sinh hoạt tại các tổ chức đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố. Nhìn chung, tổ chức đảng, đảng viên trong các doanh nghiệp tư nhân đã cố gắng thực hiện vai trò của mình trong doanh nghiệp, góp phần không nhỏ trong hoạt động sản xuất kinh doanh, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, đời sống vật chất, tinh thần đối với người lao động được quan tâm. Hội nghị đã thảo luận và tham gia các ý kiến nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế để thực hiện tốt hơn kết luận 80 của Ban Bí thư về công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. Năm 2021, phấn đấu thành lập mới 7 tổ chức đảng, phát triển 80 đảng viên, thành lập 7 tổ chức đoàn thanh niên và 70 tổ chức công đoàn trở lên. Tổng kết hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết đề nghị các cấp ủy nhận thức sâu sắc hơn kết luận 80 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và chỉ thị 33 của Bộ Chính trị về xây dựng lực lượng chính trị trong các doanh nghiệp ngoài quốc doanh và xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, dành thời gian nhiều hơn cho công tác này, đưa kết quả thực hiện vào chỉ tiêu đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở đảng hàng năm, tiếp tục đổi mới và tăng cường công tác tuyên truyền vận động doanh nghiệp. Tiếp tục đổi mới và tăng cường cái tuyên truyền vận động. Nói gì thì nói, chứ còn như chúng ta cũng đã phân tích thì cái tình cảm của chủ doanh nghiệp cũng là rất là quan trọng. Mà động có thể là cái động cơ đầu tiên để chúng ta có thể tiến tới thành lập các cái tổ chức trong doanh nghiệp. Thì tăng cường cái công tác tuyên truyền vận động, đổi mới hơn về phương thức, cách làm. Các thành viên ban chỉ đạo và tổ chức việc thì cũng phải hết sức tích cực trong cái tuyên truyền vận động bằng mọi phương thức, mọi nơi. Phải tập trung hỗ trợ, hướng dẫn về nghiệp vụ, củng cố để nâng cao cái chất lượng anh lên. Như tôi nói khi nãy là phải tạo ra sự lan tỏa. Ông doanh nghiệp khác, ông thấy cái doanh nghiệp kia có đảng, có công đoàn, có đoàn thanh niên hoạt động tốt hơn. Quan hệ lao động nó hài hòa, phù hợp, tiến bộ ổn định hơn. Nó đời sống công nhân nó vui hơn, phong trào thi đua trong doanh nghiệp nó tích cực hơn, không khí phấn khởi đoàn kết hơn. Thì ông thấy cái lợi ích như thế, ngoài những lợi ích về vật chất thì còn có những lợi ích về cái môi trường làm việc trong doanh nghiệp nữa, mà những cái đơn vị này có thể làm khá tốt thì họ mới lan tỏa, họ mới thấy là việc thành lập tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội là cần thiết so với doanh nghiệp họ mới làm. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết lưu ý tiếp tục đổi mới, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận các chính sách hỗ trợ để thực hiện mục tiêu kép, ưu tiên cho những doanh nghiệp có tổ chức đảng, quan tâm đến công tác phát triển đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân, tăng cường công tác kiểm tra giám sát việc thực hiện. Các tổ chức đoàn thể cần chú trọng và thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động thành lập các tổ chức đoàn thể, tập trung thực hiện quyết liệt quy chế dân chủ trong các doanh nghiệp, đồng thời tăng cường phối hợp với các địa phương để đạt hiệu quả hơn trong công tác xây dựng đảng và các đoàn thể nhân dân trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.